Qua thí nghiệm chúng ta có thể thấy, phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng tỏa nhiệt mạnh. Khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra, nhiệt độ của hỗn hợp có thể đạt khoảng 3000 độ. Sử dụng nhiệt độ cao như vậy có thể điều chế kim loại điểm nóng chảy cao, cũng có thể hàn đường ray, thậm chí còn có thể dùng cho bom nhiệt đới nhôm về mặt quân sự. Các bạn học có thể viết phương trình hóa học của phản ứng này một cách suôn sẻ không? Các vấn đề khác về phản ứng nhiệt nhôm hãy gửi lại trong phần nhận xét nhé.